Hoa thơm chúa ngắt vì trời, chúng con ở lại lệ rơi ngập tràn. Thật xót xa, một nữ tu còn quá trẻ đã qua đời vì Covid. Nhóm Đinh Thập Tự chúng con mến chào quý ông bà và anh chị em. Thật xót xa khi nhận được tin một nữ tu trẻ vừa qua đời vì dịch bệnh. Đó là sơ Maria Trần Ngọc Thảo Linh. Sơ Linh là một trong bốn sơ bị Covid nặng, thuộc dòng mến thánh giá Tăng Việt. Nay Chúa đã gọi sơ về bên Ngài. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho sơ. Sơ còn quá trẻ, sinh năm 1989. Sự ra đi của chị Maria đã để lại biết bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ cho những ai biết và cùng sống, cùng làm việc với chị. Dưới đây là thông tin cụ thể. Sơ Maria sinh ngày 9 tháng 6 năm 1989 tại Đồng Nai. Sơ khấn đầu vào ngày 22 tháng 6 năm 2015. Sơ đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2021, hưởng dương 32 tuổi, với 7 năm hồng ân khấn dòng. Kính xin quý đức cha, quý cha, quý bề trên, tu sĩ, quý thân nhân xa gần hiệp thông với gia đình, hội dòng chúng con trong lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn nữ tu Maria. Mọi sự đã hoàn tất. Sơ Maria luôn tin và tín thác vào lòng thương xót của Chúa để dấn thân phục vụ thai nhân và hội dòng đến hơi thở cuối cùng. Nguyện xin Chúa giàu lòng xót thương sớm đưa nữ tu Maria luôn dõi bước và trung thành theo Ngài về hưởng nhan Thánh Chúa. Amen.